Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121. Tế bào gốc Biolocell tinh hoa của đất trời đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương đại diện độc quyền 7148398121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1800 Hầu hoàng trọng thủy trả lại với quý khán thính giả. Vẫn tin liên quan đến vụ bác sĩ David đào bị kéo lê khỏi chiếc máy bay hôm chủ nhật tối chủ nhật vừa qua. Thì bản tin tường thuật lúc đầu có người cho biết đó là ông đã đồng ý. đã có khi có người đến nói chuyện nhẹ nhàng thì ông đã đồng ý. À, thì ông đã đồng ý để để xuống máy bay. Nhưng mà khi ông hỏi à, thế thì cái chuyến bay ông tưởng là chuyến bay kế tiếp chắc chừng một hai tiếng thôi vâng. ông tự là có chuyến bay kế tiếp nhưng mà hãng nói rằng đây là chuyến bay cuối cùng trong chuyến bay kế tiếp sẽ là hai giờ ba chiều thứ hai oh, wow. trong khi ông phải về nhà để đi làm đến bệnh viện vào buổi sáng cho nên vâng. đó là lý do sau khi tính đứng dậy đi ông lại ngồi xuống ừ. và chưa hết thưa quý vị là như quý vị nhìn thấy những hình ảnh đó sau cái vụ này nó xảy ra thì máu me nó đầy trên ghế cũng như ở dưới thảm của chiếc máy bay, bay thì à, nhân viên của United đã mời tất cả mọi người xuống máy bay rơi khỏi máy bay để họ dọn dẹp chùi vết máu nhưng mà sau khi cho phép mọi người lên trở lại thì ông bác sĩ đào rất là lì ông nói không tôi đã không muốn đi mà các anh dùng vũ lực để kéo tôi đi các anh muốn giết tôi thì giết đi và ông chạy ngược trở lại lên máy bay trở lại và đó là lý do tại sao đấy quý vị nhìn thấy không Ông chạy lên máy bay trở lại và ông đứng ngay cửa để ông cứ nói Tụi nó muốn giết tôi, tụi nó muốn giết tôi, giết tôi đi Tôi muốn go home, tôi muốn về nhà I to go home, tôi muốn về nhà, về nhà Nhưng mà cuối cùng thì nhân viên của hãng đã một lần nữa Đưa ông ra khỏi máy bay và đưa lên cái cán À họ mang xe của cứu thương tới nơi Bởi vì thấy máu ông nhiều quá thì đã khuyên Và cuối cùng thì ông đành phải lên cái cán của xe cứu thương để vào bệnh viện và cho đến giờ phút này ông và vợ ông vẫn ở trong bệnh viện ở Chicago, thưa quý vị chưa về đến nhà. À, ngày hôm qua thì à, gia đình nói là cảm ơn à, sự quan tâm của tất cả mọi người nhưng mà ngay trong lúc này thì họ muốn có cái sự riêng tư, báo chí nghĩa là trong thời 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó là họ bu đầy phía bên ngoài bệnh viện ở Chicago để tìm cách phỏng vấn uh, bác sĩ uh, đào này nhưng mà một lần nữa uh, gia đình nói rằng là họ không muốn uh, thêm những cái chuyện gì rắc rối nữa. Tuy nhiên, bản tin cũng ghi nhận là đã có hai ít nhất là hai luật sư đã đồng ý đứng ra để đại diện và trong số này có một luật sư nổi tiếng từng chiến thắng nhiều vụ kiện uh, dân sự trước đây cho nên đây sẽ là còn một cái chuyện lớn nữa à, tìm lại những cái tấm hình ở trên mạng thì trong vòng 24 giờ vừa qua những người đã từng biết và đã từng sinh hoạt văn nghệ với bác sĩ hoặc là nhạc sĩ Đào Duy Anh họ đã đưa lên trên mạng những bức hình ông à, là người có những cái sáng tác À, chẳng hạn như là tát nước đầu đình chúng tôi đã từng nghe được bài hát này rất là hay ông ông thích nhạc dân à, ca và à, từng theo học ngành bác sĩ ở Việt Nam rồi sang Mỹ à, là một cái người à, tị nạn hoặc là một cái người di dân à, trước 75 rồi sang đây à, tốt nghiệp bác sĩ luôn ở bên này và rất là mê nhạc và đã tổ chức những cái chương trình à, ca nhạc ở đây à, bây giờ thì à, nhiều người nghĩ rằng là sẽ có một cái vụ kiện rất lớn nếu nếu có để mà kiện hãng và họ có nhiều bằng chứng để cho thấy rằng là à, hãng à, United đã làm sai quy định khi mà sử dụng vũ lực để lôi kéo ông này đến độ mà vị à, thống đốc à, Chris Christie của New Jersey hôm nay đó đề nghị là dẹp bỏ luôn cái chuyện mà cho các hãng được quyền Overbooked được quyền đặt chỗ lỗ chỗ, thưa quý vị, được quyền để cho khách hàng đặt lỗ chỗ. Bởi vì từ cái vụ này, nhưng mà ngày hôm qua đó thì chính ông tổng giám đốc của United sau khi điều tra mới biết được máy bay này không đặt lỗ chỗ. Máy bay này là, là chiếc máy bay United Express, họ chỉ bay những cái khoảng ngắn địa phương thôi. À, Uni khi mà quý vị nghe đến chữ Express có nghĩa là máy bay nhỏ, bay một cái khoảng cách ngắn. Ở thí dụ như ở miền Nam chúng ta có phi trường Bờ vân 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 thì chiếc máy bay này có 70 chỗ và đủ 70 người không có lỗ người nào hết. Tuy nhiên khi mà có 4 nhân viên cuối cùng thì tự nhiên lòi đâu ra bốn người này nhân viên phải lên máy bay để bay đến Louisville thì nó mới lòi ra cái chuyện thiếu 4 chỗ mà thôi. À, trong vòng 24 giờ vừa qua rất nhiều người trong đó chúng tôi biết cũng có một số nhiều người Việt Nam đó họ tuyên bố, không bay united nữa và thậm chí nhiều người mỹ có trong tay thẻ tín dụng của hãng united họ cũng đưa vào máy để cắt bỏ và chụp những bức ảnh này đưa lên trên mạng vừa twitter vừa instagram họ nói nhìn thấy cái cảnh họ không quá nhẫn tâm và quý vị nhìn thấy chase united mileage plus explore khi quý vị xài những cái thẻ tín dụng này mỗi một đồng quý vị xài thì quý vị có được một extra mile để quý vị sử dụng để bay hoặc là để nâng cấp lên từ hạng cá kèo thành business class hoặc là từ business lên được first class. Và đây là những bức ảnh ngày hôm qua thì cổ phiếu của United đã mất 4% tức là khoảng 1 tỷ Mỹ Kim. Wipe out khỏi thị trường mất 1 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cuối cùng thì có nhiều người thấy hãng hàng không này à, cái à, cổ phiếu nó bán tháo nhiều quá, họ đã nhảy vào mua và đã giúp cho cổ phiếu lấy lại phần nào cái vụ lỗ lã. Cuối cùng thì cũng mất 600 triệu Mỹ kim riêng ngày hôm qua. Và với cái tình này, tình hình này chưa kể đã United còn đương đầu với những cái vụ kiện sắp tới, vụ kiện dân sự mà bác sĩ Đào có thể đệ đơn bây giờ thì ông đang còn chữa trị trong bệnh viện nhưng mà rồi ông sẽ nói chuyện với luật sư để kiện và quý vị nhìn thấy đó rất nhiều người à, đã cắt bỏ cái thẻ tín dụng này và không sử dụng nữa từ quý vị à, và ông Chris Christie như chúng tôi đã trình bày à, hôm nay đó là ông à, kêu gọi là đừng có à, để cho phép các hãng hàng không được quyền đặt quá nhiều chỗ để đến nỗi overbooking Cái chuyện này nó thường xuyên xảy ra và không những United mà tất cả các hãng hàng không họ được quyền làm như thế Việc lý do là họ không muốn lỗ lã nhất là sau cái vụ mà à, sụp đổ thị trường tài chánh 2006-2008 đó nhiều hãng hàng không và sau 2001 sau cái vụ tấn công khủng bố uh, American Airlines, United Airlines đều uh, nguy cơ bị phá sản phải nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ thì họ nói rằng phải cho phép họ overbook để bảo đảm máy bay lúc nào cũng đầy người cả thưa quý vị đó là một cái uh, vấn đề lớn với chúng ta chờ đợi xem hôm nay uh, Thảo Yên có một cái bản tin liên quan đến uh, phu nhân tổng thống Melania à, uh, một cái tin vui cho bà là vừa được luật sư báo cho biết là họ đã được giải quyết ngoài tòa cái vụ kiện mang tên là À, nói nói xấu và làm tổn hại danh dự, làm à, tổn hại đến thanh danh danh dự của bà Melania. À, tờ Daily Mail của Anh Quốc đã viết những cái bài viết bêu xấu bà và thậm chí họ còn viết đó, bà trước đó có thể là từng làm gái gọi nữa à. và đó là cái điểm đã khiến cho bà không những một mà rất nhiều các uh, đơn kiện thứ nhất là xin lỗi vào ông vâng. buộc hãng các công ty báo đó phải xin lỗi thứ nhì đó là bồi thường tiền bạc một cái hình thức danh dự thì cái chuyện này nó như thế nào chúng tôi sẽ trả lời với quý vị ngay sau phần quảng cáo để gửi đến quý vị phần tin chi tiết